sau khi mà thầy đi ba về á thì nó lộ ra trên đầu ở trên mạng á, thì thầy sắp bị công an bắt, nói tùm lum luôn thầy. Thì thầy có hoang mang không thầy? Quá hoang mang luôn, quá điên đảo luôn, quá khùng luôn. Nói thầy sắp bị công an sờ gáy rồi. Bị khùng luôn, bị điên rồi. Mà thầy có gì đâu mà sờ gáy. Tưởng bẩn luôn à. Thầy điên quá rồi con ơi. Khùng rồi. Thầy, chẳng qua là cái ông kia ông chở thầy đi ăn sinh nhật đúng không? Ừ. Mà không cho thầy biết trước địa điểm đúng không? Ừ. Rồi cuối cùng ông chở vô đó. Ừ. Thì thầy chở tới đó rồi không lẽ là thầy không vô chúc mừng sinh nhật? Ừ, không lẽ bộ thầy bỏ ra về bụng. Thầy không dám vô, thầy đứng ngoài xe nhấp nhức thầy không muốn vô cũng không. Ừ. Mà anh cứ vô thầy phải vô. Thầy vô thầy ngồi xíu mà thủ nước suối là đâu có chơi chắc cắm gì đâu đúng không? Ừ. Rồi vậy đó mà giờ cũng lộ ra tin đồn đó, thầy sắp bị công an bắt bớ này kia. Thì thầy có trước tin đó thì thầy có hoang mang lo lắng gì không thầy? Sợ quá. Sợ quá. Làm gì không thầy, ông ăn thịt thôi chứ ông làm lung chân à. Té đá quần. Ông giấy không họ hên có hai hòn bốn hòn rớt xuống hai hòn còn hai hòn lo quá à thầy. Ừ. Mất ăn mất ngủ không thầy? Ừ, ăn không ngon ngủ yên luôn. Hàng gì trưa nay thầy không ăn cơm? Trưa nay thầy không ăn cơm mà thầy ngủ tới giờ này luôn. Thầy sợ quá, thầy ăn bánh tráng trộn luôn à. Nhốt trong phòng trốn luôn à. Suốt ngày có hù thầy đó các con. Ừ. Các con có hù thầy suốt và các con thiệt chán thiệt cuộc chán. Đời này sống được bao lâu mà cứ dòm thầy con đường băng cùng. Thầy ăn thịt cũng không để thầy ăn thịt. Ừ. Thầy khèm gì cho ăn đi. Ừ. Chứ khi thầy chết thì thầy cũng yên tâm đi. Suốt ngày cứ nhắc khỉ. Rung cây nhắc khỉ là không à. Ừ. Chắc thầy đi tìm mấy cái ông mà sáu muối ở trong mấy quán bar nè. À. Ồ chắc nó sáu muối nó đẹp luôn quá. Muối không. Thấy hàng to quá. Thầy không vô làm gì biết. Không mà thật sự thầy thấy thầy có mê không? Ừ, đẹp hả? Thầy thấy thầy gì có mê mê có muối không? Ừ, đẹp lóng lánh trắng nõn hút một cốc mê quá thầy. Ừ, hút hồn luôn vậy sao tu trời tu mà ăn cu cũng không tu khác gì thầy tu mà ăn cu cũng không tu à? Ừ. Tu mà cũng lắc hoài. Thầy phải tụng kinh đó cho nó tận chứ. Tu mà cứ chào cờ, đứng lên, dựng lên. Bắn. Thầy. Ừ. Gì? Rất là nhiều tin đồn nói là thầy sắp bị sờ gái á thầy ơi. Sờ rồi bắt rồi còn gì nữa, sờ nữa sắp nữa. Bắt mấy chục lần. Ngồi lên mày xuống. Lên xã lên phường hoài. Ủa thầy mà thầy làm gì mà lên? Lại mời thầy lên vì thầy đi tu mà thầy ăn thịt tại sao? Trời ơi trong tù đâu thiếu người đâu mà đợi thầy vô chạy giam. Giờ bụng ế lắm không có người chổng hay sao mày kéo thầy chùa vô mày. Chạy giam chạy tù bụ trong chổng trống lỏng hay không có người coi hay sao bắt tao vô cai quản mày. Thầy vô thầy độ luôn á thầy. Vô nhiên bật điện lên thầy. Bật điện lên đó là bật điện đó đó thầy một chỗ đó được rồi. Thầy tu mà có hù thầy suốt và các con rung teo cu luôn. Bụng cu là teo. Ủa sao cùng lúc mày thầy rung teo cu rồi các con. Thiệt chứ khổ kiểu chưa. Này khổ mấy phụ nữ mày mà vô trại giam hay vô trù phụ nữ sống làm sao được ai chơi. Chùa thì dột. Ừ. Ăn thì thiếu đói lên đói xuống mà các con là hù thầy không về các con. Ừ. Thầy đâu có làm gì đâu. Ừ, đâu có làm gì ai đâu. Người ta họ mời thầy. Ừ. Thầy đến cổng không lỡ thầy từ chối à. Ừ.
thầy đã chiêu lòng tụi con rồi mà tụi con không tha cho thầy. Mà thầy vô đó rồi thầy cũng uống nước suối, uống bật cộng với thầy cứ uống bia uống rượu đó là chơi hút chích gì đâu, đúng không thầy? Thầy mà như là đi tu là mà mấy đời đó là không được tới à thầy? Đúng không thầy? Thì thầy nói giờ là chân thành của thầy đối với các cái tu sĩ, thì chúng ta khi tu đừng vô những cái quán bar, nhưng mà vô chỉ trường hợp thầy nói là họ mời mình cúng, ví dụ như là cúng cầu siêu, cầu an, cúng tam tai, giải hạn, giải nạn cho họ, nghiệp chướng họ quá nặng. Mà cái quán bar, vũ trường hay những cái chỗ mà buôn bán mà quýnh lộn, chém lộn, rồi cái mâu thuẫn giữa người này người kia mà cứ gây sự hoài, thì tất nhiên trong đó có người chết, hoặc là có ngạ quỷ xuất sanh nó xúi dục vào để nó làm cho mình, cho khách nào vô cũng sẽ gây sợ, quýnh lộn, chửi lộn nhau. Nên cũng kiến là một cái điều đó là cúng để giải những cái ma quỷ cho nó đi hết, cho khu hồn các đảng với chủ quán phải thường xuyên cúng đầu heo, cúng con chó, cúng mèo, gà, vịt gì đó, thịt cá đầy hết để cho ngà quỷ với ma quỷ nó ăn no đầy, rồi nó để im cho mình hoạt động, nó không có xáo trộn cho mình bị gặp những hoàn cảnh éo le đau khổ, rồi bị đau thương mất mát nhiều cái cảnh là đánh lộn chữ lộn, rồi giang hồ đến thường nó làm nó xúi dục cái người mà tâm ác, tâm ma, tâm quỷ, cô hồn các đảng cứ nó lại nó xúi cho người đó phải hung dữ, phải gây sự đấu đả nhau thì ma quỷ nó mới vui. Rồi chủ không cho nó ăn nữa, nó phá chủ, làm cho chủ tiêu tan tài sản, phá sản, sạc cướp, sạc nghiệp, điêu tàn, hoang vu, vắng tanh, thì cái thành căn nhà ma luôn nó ở. Thì thầy nói cái sự khó khăn, sự trở ngại trong bước đường, thì đường đời hay đường tu hay là công danh hay sự nghiệp hay làm ăn trong xã hội, chúng ta trải ra nhiều giai đoạn đau khổ. Ta nói khắc bại sẽ mẹ thành công, ta nói khắc bại thành công đại thành công đó. Mà chúng ta không có khắc bại thì sao thành công? Nên khi mà chúng ta làm chủ làm cả mà không biết ý được nhân viên, không biết khắc phục được nhân viên và điều khiển nhân viên nó không nghe, và không khuyết phục được những người làm lãnh đạo trong cái công tác tổ chức về buôn bán kinh doanh làm ăn, và cách chiêu khách, khách hàng là thượng đế và khách là thượng đế, thì quý khách thì khách đến, mà tôn trọng khách thì khách sẽ đến. Mà nếu mình không tôn trọng, không quý, không biết cách chiều, không biết cách mà để cho khách đến vui chơi giải trí, thì mình làm sao làm ăn lên được, làm sao phát triển, làm sao giàu được. Thì muốn làm ăn được, muốn kinh doanh tốt thì cách hoạt động mình phải cách gì? Biết cách khôn khéo, dùng trí tuệ, dùng tài sản, dùng mọi hành thức để mà đạt được thành công. Vừa thôi, dễ nào. Trên bước đường kinh doanh quên tu tập thì giờ chủ cả mà phải có đạo đức, phải có lương tâm, và phải lấy cái đạo đức lên đầu thì mình chiến thắng. Còn mình có đức, có tài, có vốn làm ăn kinh doanh tốt, nhưng mà đạo đức mình có, lương tâm mình không có, sự nghiệp mình không có, thì làm cái gì sẽ bị đứt vốn và phá sản. Mà giờ hỏi làm mà không có biết cách làm ăn, không biết vận dụng trong công việc, thì sẽ bị vỡ nợ, sẽ bị phá sản trong tương lai, và mình sẽ mất uy tín, rồi nhiều cái tai nạn đến với mình, nghiệp nó đổ tới, trở tay đâu có kịp. Chủ cả lơ là một chút, sai một ngã, đi một đường sẽ mất tất cả, trắng tay, tài
tay vẫn quằn tay, không còn thứ gì. Làm ăn mà lỗ lã, làm ăn thất bại, làm ăn bị lừa hàng quá, có giống như thầy nói nhiều người xuất nhập khẩu vậy. Nhiều khi mà xuất nhập khẩu tàu thuyền bè bị cái gì đó, bị giam hàng, bị không đủ giấy xuất nhập khẩu thì bị đứng hàng, kế tiếp bị tai nạn nữa, nhiều khi bị chìm thuyền, bị cướp gì, cướp hải đảo, cướp biển gì đó, rồi thì hàng nó không về, thì tài sản của mình bao nhiêu ngàn tỷ nó bị mất hết trắng tay, đòi ai? Tai nạn đâu có ai muốn, hỏa hoạn đâu ai muốn, rồi cướp cũng có ai muốn mình bị cướp không? Giống như bỏ tiền vô túi mình lát đi nói điếm điếm hận rớt, đi tới nơi không còn cách nào, rồi cái đổi dai, cái đó là mình không biết mình mặc mà cũng không biết mình rớt. Rồi mình đi ra đường mình biết ngày đó mình có bị té không, rồi đi ra đường có ai bắt không, rồi công an giao thông có bị dịnh không, rồi mình ở nhà mình rồi biết có bị cướp không, sơ hở bị cướp bị trộm, thấy không? Ở nhà thì sợ mắc, đi ra đường cũng có yên không, rồi người ngoài đường thì sợ mắc, mà để nhà chắc chắn để nhà còn yên không, cũng mắc. Thầy nói cái số mắc, cái số nghèo, cái số khóa sản và cái số là nghèo rồi, dù bất cứ làm muôn ngàn muôn kế cỡ nào cũng điêu tàn, cũng mất hết cả, trắng tay vẫn là trắng tay. Nhiều người họ có vốn rồi dai vốn làm ăn cực kỳ mạnh, nhưng mà cũng có thời lúc làm ăn khách quá trời khách, bán cực kỳ đắt, còn lúc thì không có cái người nào tới, thì mình làm ăn bỏ vốn ra đầu tư vào trang trí nội thất, làm ăn bàn ghế tủ, rồi nhân viên phục vụ đầy đủ, cái gì cũng không thiếu hết, mà có cái thiếu tiền và thiếu nợ. Thiếu một cái nữa là nha, khách không tới. Thầy nói giờ cái quán nhiều khi nhà hàng khách sạn thật to, nhiều cái nhà hàng không ai ăn, không ai tới, thì cái số mình đã gì, vào con đường bế tắc, bằng cùng hắc vọng tràn trề, nợ nần thì kéo lây kéo lan, hàng quá thì không lấy mọi người, rồi người ta bỏ đi luôn. Thầy nói sống như vậy thì được cái gì cho chính bản thân mình và cho người thân trong gia đình mình, cứ người thân và bạn bè cứ trong mỗi mình làm ăn thấm khá, để cho một chút nào giúp đỡ được phần nào để họ cũng nuôi sống gia đình và chính bản thân mình. Mà chẳng may nó bị trong hoàn cảnh éo le, không lường trước được, hả? Thì chúng ta phải làm gì đây? Giống như thầy tu từ nhỏ đến lớn mà cứ xây bằng cái bộ đồ, tại sao cứ nói ông bận đồ đồ này, ông mượn bộ đồ này, rồi cái đầu chọc cứ nói mượn chư tăng, hình ảnh chư tăng, tối ngày cứ lăng tăng hoài. Ông nói bữa nay ông tu được mấy tiếng, ở chùa ông bao được bao nhiêu người tu, rồi ông học kinh học sách, rồi ông đi học cái gì tạo điều kiện giúp đỡ cho ông cái đó. Gì? Báo nét mới lên tiếp nữa. Thầy nổi tiếng rồi. Đó, tới ngày cứ đưa thầy vô chảo, đưa vào con đường bế tắc băng cùng. Thầy nó cũng câu like câu view luôn. Dìm vào thầy vô bóng tối. Ta thầy nói là từ bóng tối tới ra ánh sáng. Mà có con cứ đưa vào băng cùng, hẻm cục, bí đường cùng, không còn để chỗ để sống. Sống như chết, chết như sống. Hỡi các con ơi, thầy làm gì cho các con vừa lòng đây? Kẻ thầy muốn thầy chết đi, sống chặt đặt. Thầy cỡ thế gian này không có nghĩa lý gì. Thấy mặt thầy là tôi đau khổ. Đất nước đau khổ, đất nước buồn rầu và cay nghiệt, và không còn muốn thầy sống trên thế gian, không muốn thấy mặt thầy nữa. Là sao con? Tại sao các con ghét thầy đến nỗi mà thầy đâu làm gì? Đâu có ăn cướp nhà, cướp cửa, đâu có ăn của cha, của mẹ, gia đình của con cái gì đâu. Thầy đâu có xúi dục cha mẹ con phải đưa tài sản cho thầy. Thầy đâu có xúi dục cha mẹ con, ông bà con phải bán hết đất đai để cho thầy để xây chùa. Mà sao giờ này các con phải thù hận thầy thế này? Tại sao?